Rồi, chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay chiều mới vừa về thì một chiếc Innova E 2019 mà mới chạy có 21.000 cây à. Thật không thể tin được luôn chị ha. Innova E số sàn mà 2019 nữa mà chạy có 21.000 cây à. Đúng là xe chạy lướt luôn anh chị ha. Cái này gọi là xe chạy lướt luôn á. Số sàn mà chạy 21.000 cây là cực kỳ hiếm luôn anh chị ha. Cực kỳ hiếm luôn. Đó, xe đẹp ở chợ luôn không? Xe mang biển Sài Gòn luôn anh chị. Biển Sài Gòn sẵn luôn. Anh chị nói Sài Gòn thì đỡ tốn được 20 triệu phí biển số luôn anh chị. Còn anh chị nào tỉnh thì chiều sau cho báo hồ sơ cho nha. Bao cái hồ sơ xe này người ta mua người ta chạy gia đình đó anh chị, nên người ta gắn cũng đầy đủ phụ kiện lắm anh chị. Và chiều chắc chắn với anh chị một điều luôn, xe chạy 21.000 cây á là năm cái vỏ xe là phải đi theo xe hết anh chị nha, là xe này còn năm cái vỏ xin theo xe đó này nè, vỏ xe nè đáp 19 nè, vỏ xe còn rất là dày luôn chị, 21.000 cây, 21.000 cây nè, vỏ xe còn rất là dày luôn nha. Đó đây xe mới về đó, chiều chưa có vệ sinh, chưa có vệ sinh nhưng mà thấy cái chất xe nó còn đẹp á, nên chiều quay giới thiệu trước cho anh chị nha, quay giới thiệu trước cho anh chị. Và khi mà anh chị đến đây coi xe là cái xe này đã được dọn dẹp sạch sẽ nha, được đánh bóng toàn xe lại nè, vệ sinh bốn cái bánh xe, vệ sinh cái gầm lại, vệ sinh cái nội thất lại và vệ sinh cái động cơ lại cho anh chị nha. Đây chất xe thì còn rất là đẹp anh chị thấy không, còn rất là đẹp, chạy có 21.000 cây à nè, đó vỏ xe vậy không anh chị thấy không, đó đây nè, quay luôn cái gầm cho anh chị coi nè, gầm chưa có vệ sinh nha, nó hơi dơ thôi chứ xét là không có nha. Đó 21.000 cây 2019 anh chị. Đây nè, bây giờ chịu đi vào trong nội thất này cho anh chị coi nè, năm sản xuất của xe nè, 2019 Odo thực tại nè. Đó, Odo là đúng luôn anh chị nha, đúng luôn 21.000 cây nha. Đây, vô lăng nè 21.000 cây nè. Đó, cần số nè. Đó, anh chị nào quan tâm thì đến coi thử anh chị nha, đến coi đi đảm bảo anh chị sẽ tin ngay. Đây, xe có trang bị sẵn nè, camera hành trình nè, màn DVD cam lùi nè, có bọc trần ni lông cho anh chị nè, và có bọc ghế cho anh chị nè, có lót sàn cho anh chị nè, có dán phim cách nhiệt cho anh chị nè, có bọc da tắp bi cửa cho anh chị nè, và có nè dán phim cách nhiệt nè, ốp che mưa nè, ốp chén cửa nè, ốp inox ron ron kính nè, có bảy bước luôn, bảy bước chân cho anh chị luôn. Đó này nè, vỏ xe là zin theo xe hết anh chị nha, zin theo xe hết á. Anh chị nào quan tâm thì đến coi. Đây nè, tắp bi cửa nè anh chị thấy không, nó xe mới về nó hơi dơ thôi chứ chút nữa anh em vệ sinh toàn xe lại là đẹp đẽ là liền à. Mà khi mà anh chị đến coi là đảm bảo cái xe này nó đẹp long lanh luôn. Đây nè, bánh xe dự phòng chưa sử dụng luôn gì nè, bánh xe dự phòng này chưa có sử dụng luôn á, gầm phía sau nè. Thấy không, xe chạy có 21.000 cây anh chị, xe còn rất là đẹp anh chị. Đó, màu bạc biển Sài Gòn luôn nha, anh chị nói Sài Gòn là đỡ tốn được 20 triệu phí biển số luôn á đó. Đó còn anh về nội tỉnh chịu bảo có hồ sơ cho, chất xe còn rất là đẹp anh chị. Đây này đó không, chất xe còn rất là đẹp luôn, rất đẹp nha. Nói chung là về những cái vấn đề chẳng hạn như là keo chỉ ha, à, khung xương máy móc thì chịu đảm bảo và cam kết cho anh chị luôn là không bán xe cấn đụng, không bán xe ngập nước, không bán xe bùng nổ động cơ nha. Và đặc biệt thêm một điều nữa nha, xe Innova là chiều sẽ cam kết anh chị luôn là không xe taxi luôn gì nha, không bán xe taxi luôn đó. Đặc biệt một điều Innova là cam kết không bán xe taxi luôn. Bây giờ chiều sẽ đi đi qua bên tài mở cái nắp giật cái capo lên, quay cái phần động cơ cho anh chị coi nha. Đó, bây giờ chiều sẽ mở cái nắp capo đây nè, quay cái phần động cơ cho anh chị coi nè. Đó, và đây là cái động cơ này của Innova nè, máy móc là nguyên zin anh chị nha, máy móc nguyên zin, mua bán đảm bảo cam kết anh chị nha là không bán xe cấn đụng, không bán xe ngập nước nha, không bán xe bùng nổ động cơ, bao anh chị chết hẳn thoải mái luôn. Đó khung xương nè, keo chỉ mọi thứ ha, mua xe là kiểm tra hết cho anh chị rồi anh chị nha. Đây họ này nè, ốc về còn chưa đụng tới nè anh chị, không khung xương nè, họ ốc đèn nè chưa đụng tới luôn nè, mọi thứ là nguyên zin hết anh chị nha. Xe này chạy có 21.000 cây, sản xuất 2019 luôn. Anh chị nào đang quan tâm dòng Innova chạy lướt ha, và số sàn nó thì liên hệ chịu đến coi. Đến coi đi đảm bảo anh chị tin ngay. Đó, nhiều khi anh chị coi trên clip thấy nó vậy thôi. Khi mà anh chị đến coi thực tế chắc chắn anh chị sẽ tin ngay. Chạy 21.000 cây. Đó, nếu mà không đúng thì tặng xe. Rồi chị cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào quan tâm thì đến coi xe. Xe này chịu bán giá chỉ có 580 triệu thôi anh chị nha.